tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết ngày 20 tháng 2, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.M.H. 20 tuổi quê Bắc Giang về tội giết người và cướp tài sản. Qua lời khai của H. và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã sát hại chị Lê Thị Thùy Linh 21 tuổi ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tại nhà trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và cướp tài sản của nạn nhân, trong đó có chiếc xe máy. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nghi phạm sát hại cô gái nhằm cướp tài sản không liên quan chuyện tình cảm. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về việc chị Linh đi khỏi nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết, chưa thấy về. Khi đi, chị Linh mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị Linh tại một phòng trọ khu trung cư mini tại Hà Nội. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một trung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trung cư này có 6 tầng và một tum, hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023. Bà VTS ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại trung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống mở cửa khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của chị Linh. Bà S cho biết khi ấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Những người sống ở gần hiện trường thông tin, chị Linh là quản lý của trung cư mini trên. Một trong những nhiệm vụ của cô gái 21 tuổi là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn đến từ sự chủ quan của tài xế vượt ẩu khi vượt xe đầu kéo chưa đảm bảo khoảng cách an toàn và vượt sai quy định tại đoạn đường không được phép vượt, Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng khâu thiết kế hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đang bộc lộ nhiều vấn đề. Cụ thể, tuyến đường này được xây dựng với hai làn xe, tuy nhiên ở một số vị trí được đầu tư thành 4 làn hoặc nhiều đoạn có hai làn được kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau. Theo quan điểm của các tài xế ở đoạn bắt đầu gộp từ 4 làn xe thành hai, vị trí xảy ra vụ tai nạn nói trên làn như nút thắt cổ chai gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến. Trước những thông tin trái chiều từ dư luận về thiết kế đoạn đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, ông Uông Việt Dũng, tránh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, chúng ta cần phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra để xem nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn là gì. Về phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã vào cuộc ra soát hết lại vị trí xảy ra tai nạn. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đã được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế, có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ, ông Dũng khẳng định. Ông Dũng cho rằng cũng cần khuyến cáo tới người dân về nguyên tắc tổ chức giao thông và nguyên tắc tham gia giao thông ở tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Bất kỳ một tài xế nào khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chú ý quan sát giữ khoảng cách đảm bảo tốc độ, vượt xe trên những đoạn đường được phép vượt và quan sát kỹ khi đủ khoảng cách an toàn, xe phía trước nhưng đường thì xe sau mới vượt được, ông Dũng nói. Về phía đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án Cam lộ La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Thời điểm đó khả năng vốn đầu tư phân kỳ đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất mở rộng hoàn chỉnh vì phân kỳ đầu tư hai làn xe nên trên tuyến có mở rộng giải rác khoảng 27 km và nhiều vị trí kể tim đường nét đứt để vượt xe, kèm theo là hệ thống biển báo và sơn dẫn hướng để cảnh báo các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến. Hiện bên Ban Quản lý Dự án Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo đề xuất mở rộng hoàn chỉnh, đại diện Ban Quản lý Dự án thông tin. Ngoài ra, theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hiện tại hệ thống biển báo vạch sơn, vuốt nối đều tuân thủ quy chuẩn 41. Tuy nhiên, sau khi vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra, sau đây, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục giả soát, có thể sẽ lắp đặt thêm các hệ thống an toàn giao thông. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, gần 2 tháng. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo chữa, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan có 3 luật sư bảo chữa. Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và đưa ra xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bảo chữa. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bằng thông báo này, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 16, Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt, thông báo nêu. Trong vụ án này, viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước vì đã tiếp tay bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, 10 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 7 người khác không bị xử lý hình sự. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB, 91,5% cổ phần. Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách cho vay giải ngân sử dụng hàng ngàn công ty ma câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm tiếp đó bà lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng.